Hello anh em, mình là Đông. Năm nay mình 24 tuổi và sau đây sẽ là clip dự thi giải Hà Nội Street Art Open Cup 2020. Let's go. Ok, vừa rồi là clip dự thi của mình. Mình thách đấu Xuân Nam trong giải đấu sắp tới. Xuân Nam xem được clip này thì đừng có trốn nhá.